Việt quất hay còn gọi là trái sim, được biết đến là loại cây dễ trồng, phát triển nhanh và cho thu hoạch sau 1 đến 2 năm trồng. Năng suất cây đạt khoảng 5 đến 6 kg mùa đầu tiên. Giống cây Việt quất có nhiều loại, nhưng giống cây Việt quất tím có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt với khí hậu nóng ẩm như nước ta. Cây Việt quất tím thuộc dạng bụi, thấp lùn có thể trồng chậu, thùng xốp hay là tạo dáng bonsai chơi cảnh. Đặc biệt theo nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học, Việt quất được ví như viên thuốc thần kỳ mà thiên nhiên ban tặng cho con người để chống lại ung thư, duy trì thể lực tốt, ngăn ngừa bệnh tim, cải thiện hệ tiêu hóa. Vậy nếu bạn yêu thích loại quả có lợi ích vàng này thì còn lý do gì mà không trồng ngay chúng tại vườn nhà mình? Và sau đây tôi nông nghiệp xin chia sẻ đến bạn cách để trồng giống cây Việt quất tím cực kỳ đơn giản nhé. Đầu tiên khi mua hạt giống về hãy ngâm trong nước ấm khoảng 3 đến 4 tiếng. Sau đó vớt hạt ra và để trong túi ni lông giữ ẩm. Thỉnh thoảng phun vào trong túi một ít nước để kích ẩm cho hạt. Bạn cứ để trong túi khoảng tầm 25 đến 30 ngày thì hạt sẽ nảy mầm. Gieo hạt với mật độ 20 đến 30 cm một hạt. Sau khi bạn gieo xuống đất hoặc là trồng vào chậu rồi thì hãy tưới ẩm bề mặt đất để cho cây nhanh phát triển nhé. Sau khi cây ra khoảng 10 lá thì đem cây con ra ngoài trồng, nhẹ nhàng đặt cây con xuống và phủ đất, nén chặt đất và định vị. Sau khi trồng khoảng 3 tháng thì tiến hành bón lót đợt 1 cho cây Việt quất. Bạn có thể pha loãng phân NPK tưới cách xa gốc một chút cho cây, hoặc là bón phân hữu cơ, phân dê, phân bò hay là phân trùn quế. Sau đó cứ khoảng 1 đến 2 tháng thì bón một đợt. Và vào mùa khô, chú ý tưới nước giữ ẩm cho cây Việt quất. Tới mùa mưa làm tốt công tác thoát nước để tránh cây bị thối và úng. Đặc biệt nhớ thường xuyên làm cỏ cho cây nhé. Vậy là sau 1 đến 2 năm gieo trồng thì cây Việt quất sẽ ra bói những lứa quả đầu tiên thật tươi ngon. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên nhấn nút subscribe để có thể theo dõi những clip hay hơn nhé.